Chúng ta làm một câu được trích trong đề thi vào lớp 10 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh 2018-2019 đề như sau. Cho biết hiện tượng nào dưới đây xảy ra trong thí nghiệm đường sắt calorizer và CuO vào đun nóng. Khi chúng ta cho đường sắt calorizer và CuO đun nóng thì sẽ ra phương trình, đó là đường sắt calorizer là C12H22O11 sẽ đi tác dụng với CuO. Bản chất ở đây á là CuO chúng ta sẽ cung cấp oxy để thực hiện phân cháy và nó tách ra đồng. Như vậy sản phẩm chúng ta thu được gồm có CO2 cộng H2O cộng Cu. CuO là bột màu đen. Còn đồng chúng ta là màu đỏ. Chúng ta đi cân bằng 12 carbon, 12 carbon, 22 hydro, 11 nước, 11 oxy, 11 oxy đủ, 24 oxy thì chỗ này sẽ là 24 và đồng đây là 24. Câu A, bột từ CuO màu đen chuyển sang màu đỏ, đúng này. B, bông chuyển từ màu trắng sang màu xanh, B đúng không? Bông của chúng ta là chứa CuO4 thì đây. Khi đó CuO4 chúng ta sẽ đi hấp thụ nước do các phần cháy sinh ra để biến thành CuS4 ngậm 5 phân tử nước. Đây là tinh thể màu xanh. Còn CO4 chúng ta là tinh thể màu màu trắng. Tiếp. Nước vô trong bị đục, đúng. Chúng ta đến ý D. Dung dịch nước vô trong bị vẫn đục, sau đó trở nên trong suốt. Ở đây là nước vô trong dư. Thì ở đây nó bị vẫn đục thôi chứ không thể trong suốt được, này sai. Giải thích như thế này. CO2 chúng ta đi tác dụng với CaOH 2 lần để tạo thành CaCO3, cái tủa cộng cho H2O. Đây là cái tủa màu trắng. Do nó tạo tủa trắng và nước thì đây là dung dịch bị vẫn đục. Như vậy trong trường hợp này chúng ta có A, B, C là đúng, còn D là sai.